Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình, Kabukagi Kasel. Anh là nhân vật chính trong một truyện God Apollo được vẽ bởi tác giả Hiroshi Takahashi. Anh từng là học sinh ở trường thương mại Takiya, do có hành vi bạo lực trong trường nên sau này anh đã chuyển đến trường Shotsugan, và sau này anh trở thành người mạnh thứ hai chỉ sau Gundam. Và anh đã có một trận đấu với anh ta ở cuối chép, nhưng kết quả thì không ai biết. Có một thông tin bên lề là sau khi Genichi Urasawa tốt nghiệp, Kasel sẽ là người đối đầu với Boya Harumichi, nhưng ý tưởng đó đã bị tác giả gạt bỏ. Còn một thông tin bên lề khác nữa là Kasel đã đấu với Gundam và đã bỏ học. Ok, và chúng ta hãy cùng nhau và tìm hiểu thông tin về nhân vật Kabukagi Kasel này thôi. Kasel, tên đầy đủ của anh là Kabukagi Kasel. Anh học ở trường Nam Sinh Shotsugan với biệt danh là kẻ liều mạng. Cũng giống như Genchi, anh là một học sinh năm ba chiến trường. Anh có một ngoại hình vô cùng cao lớn với gương mặt lạnh lùng, không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, chỉ thích ở một mình. Về phần sức mạnh, anh đã được Makise khẳng định là ngang cơ với Genchi và Sugisawa. Khi còn nhỏ, cũng giống như bao gia đình khác, anh có một người cha là một tay đấm bóc, ông tên là Kabukagi Shunsuke, và mẹ của anh tên là Fuko. Cả ba sống rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, cha của anh đã qua đời ở trên võ đài, và sau này mẹ anh đã đi thêm một bước nữa với người khác. Mỗi ngày trong cuộc sống của anh luôn bị cha dạy đánh đập và hành hạ, ngay cả mẹ anh cũng vậy. Không phải nhìn thấy đứa con của mình bị hành hạ thêm một phút giờ nào nữa, bà đã gửi anh tới cô nhi viện Tayo, vì bà biết ở đây anh sẽ được an toàn và có một cuộc sống tốt hơn khi vừa ở với bà. Và trong cô nhi viện Tayo, anh đã làm quen được cô bạn là Mie và một người bạn khác là Kaito. Về phần tóc, anh có một nét khác là giống với Hirumi, luôn luôn được vuốt cao lên. Anh thường mặc đồng phục ở trường Shotsugan. Khi còn học ở trường Takiya, danh tiếng của anh đã được vang ra rất là xa. Hầu hết những người trong trường Shotsugan đều ai cũng đều biết đến tên của anh, nhưng không một ai được thấy được ngoại hình của anh ra sao. Anh đã hạ được cả 4 tứ thư vương trong trường Takiya chỉ trong một trận đánh. Sau trận đánh đó, hiệu trưởng đã gặp mặt anh và đề nghị và nói, nếu anh muốn tốt nghiệp thì chỉ còn một ngôi trường đáp ứng cho anh, hoặc không ngôi trường nào khác, đó chính là ngôi trường Shotsugan. Một ngày nhập học tại Shotsugan, anh đã gặp một người sau này đã thay đổi trong cuộc sống của anh, trở thành một người khác, không còn là một kẻ bắt cặn đời nữa. Người đó là Obisu Kenichi. Lúc đầu giữa anh và Kasel có một chút xích mích, nhưng sau khi thấy sức mạnh của Kasel, anh đã có ý định muốn lôi kéo cậu ta về phe của mình nhằm mục đích để hạ Gouga. Sau vài lần tiếp xúc nói chuyện với cậu ta, anh nhận biết được Kasel không muốn sử dụng bạo lực trong cuộc sống, vì anh bị ám ảnh bởi cái chết của người cha và những lời khuyên của người mẹ không muốn làm tổn thương lên những người khác. Và sự bạo hành của người cha dượng đã đánh đập anh mỗi ngày. Kenichi đã thay đổi cách nhìn về anh, và anh đã dốc hết toàn lực để hỗ trợ cho cậu ta trở thành người mạnh nhất ở trong trường Shotsugan. Như mình đã nói, Kasel sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp trong thời trắng. Anh đã hạ 4 tứ thiên vương bên Takiya không một gặp một chút khó khăn. Khi chuyển đến Shotsugan, anh đã gây chiến tích bằng cách anh đã hạ được tên Washima chỉ với một đấm. Và đấm nối của anh rất là mạnh, nó khiến cho hàm răng của Washima bay ra khỏi hàm. Và anh đã chiếm lấy vị trí top 5 trong trường. Sức mạnh của anh lại được cho thấy trong quán bar. Anh đã có một cuộc xung đột với những tên côn đồ trong đó. Đặc biệt, anh đã có một cuộc đấu với tên thủ lĩnh bên trường học công nghiệp Kurosaki là tên Shibata Hiroki. Anh hạ luôn top 6 là tên Yamashita với biệt danh là Mình Đen ở trên phim. Kẻ cũng giống như anh, được chuyển từ trường Nanamogi chuyển tới. Anh hạ hắn chỉ với một cú đá là khiến cho hắn bất tỉnh. Nhưng thật đáng tiếc cho anh, vì anh không có một trận đánh nào với Gouga, kẻ mạnh nhất ở thời điểm đó. Nguyên nhân lúc đó Gouga đã bị đánh bại bởi học sinh năm nhất là Kagami, biệt danh là Ngựa Đen, và chiếm lấy vị trí top 1. Sau những khó khăn trải qua trong trường, anh đã quyết định sẽ đối đầu với Kagami ngay tại trên sân thượng. Kết quả, Kasel giành chiến thắng và trở thành top 1 trong trường. Cuối chap, anh có một trận đấu với Taido với Gindamen. Kết quả thì sao thì không ai biết. Vẫn còn rất là nhiều trận chiến khác nữa nhưng mình không thể liệt kê ra hết, để tránh đi sự hứng thú của anh em khi đọc truyện, mong anh em thông cảm. Để tổng quan về anh, khi xuất hiện trong truyện, anh là một người lạnh lùng, vô cảm và khó gần, bắt cần đời trong cuộc sống. Vẻ mặt của anh rất chán nản, anh rất ghét việc người khác giúp đỡ mình trong cuộc sống. Anh cũng không thích kết bạn với một ai. Anh ghét sử dụng bạo lực trong đời, vì bởi quá khứ của anh chỉ nằm trong sự bạo hành của người cha dượng và những lời khuyên của người mẹ. Nhưng cuộc sống lúc nào cũng thúc ép anh sử dụng bạo lực, cho đến khi anh gặp được người bạn là Uesu Kenichi đã thay đổi cho anh trở thành một người khác, cho anh biết thế nào là bạn bè. Anh bắt đầu quan tâm đến mọi thứ xung quanh trong cuộc sống. Anh cũng quan tâm đến Mie, một cô bạn hồi nhỏ đã cùng anh lớn lên trong cô nhi viện. Anh coi Mie và anh Mitsushima và Kaito như thể gia đình của mình. Ok, và đó là những thông tin về cuộc đời của Kabukagi Kasel trong truyện God Apollo. Nếu có thông tin gì sai hay thiếu sót, anh em cũng hãy góp ý dưới phần bình luận nhé. Anh em đừng quên đăng ký và like video và đón chờ những video sắp tới của kênh mình.